Câu chuyện của ngày hôm nay, Duy sẽ mang tới cho mọi người những câu chuyện của một bạn nữ. Mà cái câu chuyện này, nó liên quan tới người anh trai đã mất của bạn. Và cái câu chuyện nó như thế này nè. Câu chuyện này thì nó xảy ra hồi lúc bạn học cấp 3, năm lớp 11 hay lớp 12 gì đó thì bạn không có nhớ rõ. Nhưng mà hồi đó dở nha, bạn không bao giờ tin dị đoan hay là bạn cũng không có tin cái chuyện ma quỷ nữa. Một phần thì bạn không tin người ta có tồn tại, một phần thì tại vì hồi đó giờ bạn chưa có bị ma nhát bao giờ hết, cho nên là bạn không có tin. Còn ở gia đình của bạn, ba của bạn là một cái người vũ phu. Ba thì rất là hay đánh đập vợ con luôn. Mỗi lần ba bạn đi nhậu về, lần nào cũng đánh mẹ con của bạn hết trơn á. Cho nên là cái chuyện ba mẹ của bạn cãi nhau á là chuyện thường tình hà. Cãi nhau như ăn cơm bữa vậy đó. Và rồi cũng cho tới một hôm, cái hôm đó thì ba với mẹ bạn cũng cãi nhau rất là nhiều. Mà hôm đó thì bạn đang đi học, cho nên bạn không có biết diễn biến sự việc. Và cái chuyện này thì bạn được nghe kể lại. Trong cái lúc mà ba với mẹ bạn cãi nhau á, thì mẹ của bạn đang cặm cụi ngồi để mà chuẩn bị làm đồ đem ra bán. Tại vì mẹ của bạn là mẹ bán đồ ăn sáng cho những người trong xóm người ta ăn. Lúc đó thì cũng đang cãi nhau, hai người thì cũng đang lời qua tiếng lại, mẹ thì đang ngồi để mà chuẩn bị đồ ăn. Tự nhiên không hiểu sao, mẹ của bạn quăng hết đồ ăn luôn, không còn làm cái gì nữa. Rồi mẹ mới lên võng ngồi trên đó, ngồi chiếm trệ trên đó rồi bắt đầu nói lời qua tiếng lại với ba của bạn. Mới đầu thì ba của bạn tưởng đâu là mẹ, bà ức quá, cho nên là bà trèo lên võng, bà ngồi bà nói chuyện cho đỡ tức vậy thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Một lúc sau, mẹ của bạn mới quay qua, nói thẳng vô mặt cha của bạn Mẹ mới nói gì nè: "Ông đừng có chửi bà nữa, tôi là con của ông nè." Lúc đó thì bạn cũng vừa đi học về luôn, bạn mới thấy mẹ bạn quay qua nhìn bạn gì nè. Mẹ bạn mới quát vô mặt bạn Mẹ nói là mày không có biết bảo vệ mẹ gì hết trơn á. Lúc đó thì bạn sợ lắm, tại vì mẹ của bạn vừa nói mà vừa trợn trừng con mắt nhìn bạn gì nè. Bạn nhìn ba thì ba cũng nhìn lại bạn. Lúc này thì chắc có lẽ ba bạn đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Ba bạn biết là mẹ bạn bị nhập rồi, cho nên ba ổng mới nói bây giờ mày có xuất ra hay chưa, mày mà vẫn còn nhập vô là tao chặt cái võng này nha. Khi mà vừa nói dứt câu thôi thì mẹ bạn mới trả lời: "Ông có ngon thì ông chặt đi, người té là bả chứ đâu phải tôi té đâu mà tôi sợ." Nghe xong như vậy thì ba của bạn cũng ớn, ổng cũng bỏ vô buồng ổng nằm luôn. Còn lại bạn và chị hai của bạn, hai đứa mới ngơ ngác nhìn nhau, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi mà xong xuôi rồi thì bạn cũng biết được cái vong mà nhập vô cơ thể mẹ bạn là ai rồi. Chuyện là ngày xưa, sau khi mẹ bạn sinh chị hai được 1 tuổi thì mẹ lại tiếp tục mang bầu. Lúc đó là do nhà quá nghèo, cho nên cha với mẹ bạn mới quyết định là bỏ đi cái bào thai đó luôn. Sau này thì cha với mẹ bạn có đi xem thầy, thầy mới nói đây là một cái bé trai. Tuy nhiên cái bé này vì mến mẹ bạn, cho nên là cái bé này nó không có phá, mà nó chỉ đi theo mẹ bạn vậy thôi. Sau này lớn lên, khi mà thấy mẹ bạn bị ba ăn hiếp quá trời thì anh của bạn mới nhập vào cơ thể của mẹ để mà nói những cái lời đó với ba của bạn. Rồi thì mẹ của bạn cũng nằm một lúc, rồi bà bắt đầu đi từ trong nhà đi xuống dưới bếp, mà lúc đó bà nói lảm nhảm cái gì bạn không có nghe rõ. Lúc này thì chị hai của bạn cũng biết là cái người anh giữa của bạn đang vẫn còn nhập trong cơ thể của mẹ. Cho nên là chị hai mới nói với mẹ đó là thôi bây giờ xuất ra đi để cho mẹ bà đi ngủ, chứ nhập vô hoài vậy. Rồi thì lúc này mọi người biết mẹ bà trả lời sao không? Bà mới trả lời gì nè: "Bà đi ngủ trước đi, một chút tôi dẫn bà đi ngủ sau." Và rồi một lúc sau thì mẹ bạn cũng chui vô mùng ngủ tới sáng. Sáng hôm sau thì bà làm việc bình thường, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vì là buổi sáng bạn còn đi học cấp 3, cho nên là bạn vẫn đi học buổi sáng bình thường. Còn chị hai thì đã học đại học rồi, cho nên là chị hai vẫn ở nhà buổi sáng. Trưa về thì bạn có hỏi chị hai là mẹ đã bình thường trở lại chưa. Lúc này thì mẹ nói là mẹ đã bình thường rồi, nhưng mà sao cái chuyện hôm qua mẹ không có nhớ gì hết á, mà mẹ cảm thấy nhức đầu với lại mệt mỏi ở trong người. Sau đó thì mẹ cũng có đi xem thầy. Thầy mới nói là cái vong đứa con trai này nè, nó vẫn đi theo bà, nhưng mà nó không có làm hại gì hết. Rồi thầy cũng dặn là nấu một cái mâm cơm đi, rồi cúng, đặt tên cho con của mình, rồi đưa nó lên chùa, chứ không thôi là nó đi lang thang vất vưởng, nó cứ đi theo bà hoài vậy đó. Và rồi sau đó thì mẹ cũng làm theo lời thầy, rồi thì mẹ cũng không còn bị những cái hiện tượng đó nữa. Hôm sau vô lớp, bạn có lấy chuyện này kể cho mấy đứa bạn trong lớp nghe thì đứa nào cũng sợ xanh mặt mày hết trơn. Rồi thì mọi chuyện nó cũng bình thường. Nhưng mà bẵng đi cho tới 2-3 năm sau
Cái lần đó thì ba với mẹ bạn cũng cãi lộn nữa. Nhưng mà cái lần này á, mẹ bạn bỏ đi khỏi nhà, cho tới 2-3 ngày sau mẹ bạn mới chịu về. Nhưng mà cái lần mẹ về á, cũng chính tay bạn đón mẹ bạn về nhà luôn. Rồi á, thì mọi chuyện nó cũng êm đẹp. Nhưng mà tới một khoảng thời gian sau, hai vợ chồng cũng cãi lộn tiếp. Rồi mẹ bạn lúc đó lại bị nhập. Lúc này á, thì người anh của bạn lại nhập vào cơ thể mẹ của bạn. Anh này mới nói á, mặc dù mẹ đã gửi anh lên chùa rồi, nhưng mà do anh nhớ mẹ quá, cho nên là anh đã nhập về cơ thể của mẹ nữa. Và cái lần trước là cái lần mà mẹ cãi lộn với ba, mẹ bỏ nhà đi á, cũng chính là anh này dẫn đường cho mẹ đi đó. Hỏi mẹ thì mẹ nói đúng rồi. Không hiểu sao cái bữa đó thì mẹ cũng muốn đi ra khỏi nhà. Nhưng mà đi được có vài bước á, thì bắt đầu mẹ nghe có tiếng người kêu tên của mình. Sau khi nghe cái tiếng kêu đó, nó kêu tên của mình á, thì mẹ mới nhìn thấy phía trước có một cái ngôi chùa. Mà cái ngôi chùa này á, cách nhà bạn tới 5-6 cây số lận, chứ không có gần. Và mẹ nói không biết tại sao lúc đó mẹ có thể đi lội bộ tới cái ngôi chùa đó luôn, đi 5-6 cây số luôn, mặc dù á, mẹ bạn bị khớp, đâu có đi xa được đâu. Cho nên lúc này á, bạn đã hiểu tại sao mẹ bạn có thể lội bộ được đi xa như vậy rồi. Cái lần đó người anh bạn về á, anh bạn có nói là ảnh muốn về bắt mẹ đi luôn, tại vì thấy mẹ bạn sống ở trên đời á, khổ quá hà. Nhưng mà mẹ của bạn á, đã năn nỉ, tại vì mẹ muốn sống, vì mẹ còn thương cháu. Do là lúc này bạn cũng đã có gia đình rồi, tuy nhiên á, thì bạn cũng đã ly hôn, để lại một bé gái, cho nên á, là mẹ bạn rất là thương cái bé gái này. Do là cũng biết anh này là người trong nhà mà, cho nên là cũng không có ai trục vong hay là không có ai làm hại gì ảnh cả. Tới hiện tại á, thì ảnh cũng không còn về nữa. Và cái câu chuyện tiếp theo là một cái câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Và bạn nói câu chuyện này là một cái thông điệp cũng như là một cái bài học cho những cái bạn nào làm công nhân hay ngủ trưa ở lại chỗ công ty, đặc biệt là trong những cái phân xưởng á. Bạn nói cái chuyện là như vậy. Hồi năm 2018 á, bạn có xin vô công ty làm để mà kiếm tiền nuôi con. Cái công ty này á, thì nó bắt bạn làm chỉ có 2 ca thôi, một tuần làm ca ngày, một tuần làm ca đêm. Nhưng mà cái thời gian đầu á, bạn chỉ làm ca ngày chứ không có làm ca đêm. Mới vừa vô làm ngày đầu thôi thì bạn mới nghe những cái bà cô làm ở trong đó đó. Mấy bà mới nói là ở trong cái công ty này á, ma nó nhát nhiều dữ lắm. Đặc biệt là những ai làm ca đêm á, trời ơi, làm ca đêm là phải bắt buộc bị nhát rồi. Nhưng mà bạn chỉ nghe cho vui vậy thôi, bạn chưa có tin. Và rồi cái tháng làm đầu tiên á, bạn ngủ trưa tại công ty luôn chứ không có về nhà. Mặc dù nhà bạn sát bên à, nhưng mà làm biến về hay gì đó. Mới đầu á, thì không sao hết. Mà tại vì á, công ty người ta chưa có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho công nhân, cho nên là người ta mới kêu bạn là tìm đỡ cái chỗ nào kín kín rồi ngủ đi. Cái chỗ của bạn ngủ á, là một cái kho hàng. Bạn cũng tìm một cái góc nào đó kín kín để bạn ngủ. Nói kín như vậy thôi, chứ công ty này rất là nhiều công nhân, cho nên xung quanh bạn á, cũng có rất là nhiều người khác người ta đang nằm ngủ nữa. Mà bạn để ý nha, mỗi ngày bạn ngủ trưa ở đây á, bạn đều có cảm giác giống như hả là ai lay bạn, ai đánh thức bạn dậy gì đó. Tại vì thường xuyên bạn đang ngủ mà bạn cứ bị giật mình không à. Nó làm hoài như vậy, cho tới khi một cái hôm đó, bạn thì bạn thường ngủ thẳng cái chân, nhưng mà cái chân này vắt chéo lên cái chân kia. Hôm đó đang nằm ngủ vậy đó, tự nhiên giống như có ai mà đá cái chân của bạn vậy đó. Cảm giác rất là thật. Nó đá sao mà hai cái chân của bạn rớt ra luôn. Lúc này thì bạn cứ nghĩ đâu là những người công nhân xung quanh á, người ta lại chọc ghẹo bạn thôi. Nhưng bạn giật mình tỉnh dậy á, bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng nằm ngủ khò khò hết trơn á, đâu có ai rảnh mà chọc ghẹo làm cái gì. Lúc này á, là bạn cũng đã tự hiểu rồi, cho nên bạn cũng nói thầm ở trong đầu á, bạn nói bây giờ á, để cho người ta ngủ, chứ đừng có phá nha. Phá hả là một hồi tao đập cho chết bây giờ à. Bạn nói xong á, thì bạn ngủ tiếp. Rồi á, thì về nhà bạn cũng có kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn mới kêu là thôi, trưa mày đừng có ngủ ở công ty nữa, chạy về nhà ngủ đi. Tại vì công ty mình về nhà có 2-3 phút chạy xe hà. Tuy nhiên á, thì bạn cũng ừ bạn nói là thôi, con chửi nó vậy rồi thôi chắc nó cũng không có nhát nữa đâu. Rồi á, thì bắt đầu nó cũng im được vài ngày. Mấy ngày sau á, thì bạn cũng tiếp tục ngủ trưa tại cái kho hàng này nữa. Cái kho hàng này á, nó chất thành những cái ba lớp hàng tồn á mọi người. Nó chất thành những cái hàng gì đó. Tuy nhiên á, thì chính giữa những cái đống ba lớp này, nó cũng có những cái khoảng trống để mà người ta đi lại, cũng như là cho công nhân người ta ngủ ở tại đó. Rồi á, thì bạn cũng lựa một cái khoảng trống giữa hai cái đống hàng để bạn nằm. Mà bạn nói á, bạn rất là kỹ. Trước khi ngủ á, bạn cũng kiểm tra đầy đủ hết trơn rồi. Bạn thấy hàng ở trên á, nó chắc chắn bạn mới dám nằm. Kiểm tra xong xuôi á, thì bắt đầu nằm xuống ngủ. Đang ngủ á, thì bạn nghe cái tiếng lẹp xẹp giống như là ai đang mang dép lào mà đi vòng vòng chỗ bạn nằm vậy đó.
Lúc này thì nghe xong, trong vô thức bạn mở mắt ra, thì bạn nhìn lên trên, bạn thấy có một cái tép hàng, nó đang từ ở trên cao nó rơi xuống cái bụng của bạn. Nhưng bạn nói cũng hên nha, nó chỉ có một cái tép hàng nó rớt xuống thôi. Cái tép hàng này á, nó chỉ khoảng 1kg à, nó rớt xuống bụng bạn. Nhưng mà lúc này á, cái tay của bạn có để trên bụng, cho nên là cũng không có bị đau. Rồi á, thì bạn cũng đứng dậy, bạn nhìn ở chỗ cái cục hàng nó rớt á, bạn coi chỗ đó thì người ta vẫn còn đóng gói rất là chắc chắn, đâu có thể nào mà có thể nó rớt được. Lúc này á, thì bạn cũng đã hiểu ra vấn đề rồi, bạn biết bạn bị chọc rồi. Cho nên là trưa hôm đó bạn thức luôn, bạn không có ngủ. Rồi á, thì mấy bữa sau bạn cũng về nhà ngủ, chứ không có ngủ lại công ty nữa. Và rồi sau khi bạn làm ở đó được 1 năm á, thì công ty bắt đầu sắp cho bạn đi làm theo ca. Lúc mà bạn làm ca đêm á, thì cái chỗ làm của bạn nó sẽ đối diện ngay cái cửa công ty luôn. Mỗi đêm mà ngồi làm á, bạn thường xuyên thấy một cái bóng người mà nó cứ đi qua đi lại, lâu lâu nó lại bước vô công ty. Lúc đó thì bạn cứ nghĩ đâu là công nhân người ta đi ra đi vô thôi. Một hôm đó thì bạn đang ngồi làm, bạn cũng thấy có bóng người á, đang lấp ló trước cửa. Bạn cũng chạy ra bạn coi, nhưng mà ra đó đâu có thấy ai đâu. Và ngắm nghía xung quanh gần đó không có ai cả. Lúc đó là bạn cũng biết bạn thấy cái gì rồi, cho nên là bạn cũng đi vô công ty thật là lẹ luôn. Một hồi sau á, bạn có kể cho cái anh làm chung công ty ảnh nghe. Mà bạn nói cái anh này á, ảnh cũng có con mắt âm dương, ảnh thường xuyên thấy được những cái thứ mà người thường không thấy được. Cho nên là sau khi bạn kể xong á, ổng cũng nói là phải rồi em ơi, anh ở trong này á, anh thấy hoài chứ gì. Có hôm anh đang ngồi làm á, anh thấy có người đứng kế bên gì nè, anh mới hỏi là tìm gì dạ. Thì cái người đó mới nói là tôi đi tìm chỉ, tại vì công ty của bạn á là công ty dệt. Cho nên là anh của bạn cũng vừa đứng dậy, chuẩn bị là dắt cái người đó đi tìm chỉ. Nhưng mà vừa đứng dậy thì cái người đó mất tiêu. Khi mà biết như vậy rồi á, thì ổng cũng bỏ đi ra ngoài luôn. Và cho tới sau này luôn á, bạn vẫn thường xuyên thấy mấy cái bóng đó đi ngoài cửa. Nhưng bạn biết rồi, bạn không còn quan tâm nữa. Cho tới năm 2019 á, thì bạn phát hiện bạn bị bệnh bướu cường giáp. Nhưng mà bác sĩ nói á, là bệnh này chữa trị được, không có sao đâu. Mà bạn nói không hiểu sao, bệnh của bạn thì ngày càng giảm, nhưng mà bạn cảm nhận rõ rệt á, trong cơ thể của bạn thì ngày càng yếu. Mỗi lần buổi trưa nắng gắt á, bạn rất là dễ mệt. Thường mà trưa nóng như vậy á, trong người của bạn rất là lạnh, bạn trùm mấy cái khăn luôn á, bạn vẫn run run trong người vậy nè. Nhưng mà đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ nói cái bệnh của bạn nó đỡ dữ lắm rồi, nó đâu có gì đâu. Thành ra cho tới đầu năm 2020 á, mẹ bạn cũng có dắt bạn đi về ngoại, mục đích đó là dẫn bạn đi coi thầy. Và trước khi mà đi coi thầy á, hai mẹ con của bạn cũng gọi trước cho cái bà thầy để bà sắp xếp công việc. Mà cái bà thầy này á, cũng là cái người con nuôi của ông ngoại bạn, cho nên nó là bạn kêu là bà Út. Khi mà tới nơi á, bà Út bả coi cho bạn, bả mới nói bạn đang bị một cái vong nam đi theo. Lúc đầu á, thì bạn chỉ nghĩ đâu cái vong nam đó là cái người anh trai đã mất của mình không hà. Nhưng bà Út nói không phải, cái vong này á, là người lạ ngoài đường. Bây giờ thì bà kêu về nhà làm một cái mâm cơm cúng cho người ta đi, rồi bà bày cách gỡ cho. Cho tới hôm sau, bạn cũng tới nhà của bà Út. Rồi thì bà Út bà cũng hỏi cái vong này là đã gặp bạn ở đâu, nhưng mà cái vong nam đó không có nói. Cái vong nam đó chỉ nói là do thấy bạn hợp với nó, cho nên nó đã đi theo bạn thôi. Mục đích của nó khi mà nó đi theo bạn là nó không muốn cho bạn quen với ai hết. Lúc này thì bạn mới sực nhớ ra, bạn mới nhớ lại thì hèn gì. Khoảng thời gian gần đây bạn không có quen ai được hết trơn. Cứ hễ quen với anh nào một khoảng thời gian ngắn là cũng tự động chia tay. Và rồi cái vong nam này nó nói là nó sẽ không có thoát ra đâu. Tuy nhiên thì bà Út bà cũng năn nỉ, bà kêu là thôi đi ra đi, tại sao mà cứ đi theo con gái người ta hoài vậy, rồi tôi làm mâm cơm cúng, tôi đốt bộ quần áo cho. Sau một hồi năn nỉ thì cái vong nam đó cũng đồng ý. Qua hôm sau thì bạn lại tiếp tục nấu một cái mâm cơm chay để mà cúng, cùng với đốt thêm 3 bộ quần áo cho anh này nữa. Sau khi mà làm lễ cúng xong, bà Út có cho bạn một cái sợi dây chuyền hình mặt Phật. Và cái sợi dây chuyền này đã có bùa chú ở trong đó rồi, cho nên là ma quỷ khá là sợ. Kể từ cái ngày mà có được cái sợi dây chuyền này rồi, bạn cũng đeo nó suốt ở trong người, bạn không có gỡ ra. Cứ tưởng đâu mọi chuyện như vậy là êm rồi, nhưng mà không. Khi vô công ty lại tiếp tục bị nhát nữa, mà còn ghê hơn nữa kìa. Cho tới một cái hôm đó thì là cái hôm bạn làm ca đêm. Bạn nói mỗi khi bạn làm ca đêm bạn vẫn có thời gian để mà nằm ngủ. Cái chỗ bạn hay nằm ngủ là cái chỗ gần cửa ra vào của công ty, cho nên chỗ đó có gió rất là mát. Mà bạn nói cái khu đó chỉ có mình ên bạn ngủ thôi. Bình thường thì ngủ đâu có sao,
Cho tới cái đêm đó đang ngủ á, thì tự nhiên bạn nghe xung quanh của bạn á, có rất là nhiều cái tiếng bước chân. Bạn mới nghĩ đâu chắc trễ giờ làm hay gì rồi, cho nên người ta mới tới kêu bạn đi làm. Và rồi bạn cũng mở mắt ra, nhưng bạn phát hiện là bạn mở mắt ra không có được, con mắt bạn nó cứng ngắc à. Lúc đó thì bạn nói á, cả người của bạn cứng đờ luôn, không có cử động gì được hết trơn á. Trong khi á hả, thì mắt bạn nó cũng cứng ngắc, không có mở lên được. Mà cái tiếng bước chân này á, nó ngày càng tiến sát lại gần cơ thể của bạn. Và bạn nghe rất là rõ, đây là cái tiếng nói của một cái người đàn ông trung niên. Bạn nghe được á, cái người đàn ông này ổng không phải nói chuyện, mà giống như ổng đang đọc kinh hay đọc cái gì đó, bạn nghe không có rõ gì hết á. Đọc kinh á thì cũng không giống đọc kinh, nói chuyện á thì cũng không phải nói chuyện, cái giọng nó cứ mờ mờ, không có nghe ra cái gì hết. Cái tiếng bước chân này á, nó ngày càng gần á, thì bạn nghe được cái tiếng của người đó nói ngày càng lớn bên tai, nhưng vẫn không nghe rõ nha. Cho tới khi bạn cảm nhận được cái tiếng của người đó đã sát bên lỗ tai của bạn rồi á, thì bằng hết sức bình sinh của bạn, bạn mới vùng dậy được á, thì lúc này con mắt của bạn á, nó mới mở hí hí ra được một chút. Sau khi mở con mắt hí hí ra rồi á, bạn mới thấy ở trên bụng của bạn là một cái tia sáng màu vàng cùng với một cái tấm vải màu vàng, nó đang đè trên người của bạn vậy nè. Bạn nói á, cái miếng vải này á, nó màu vàng rất là lớn mà nó phát sáng nha. Nói miếng vải màu vàng á, thì tự nhiên mình bị liên tưởng tới cái miếng vải liệm màu vàng cho người chết đó mọi người. Bạn nói thì cái miếng này nè, nó cứ trùm lên người của bạn. Bạn cố vùng vẫy để bạn tung ra khỏi cái miếng vải đó thì không có được. Lúc này thì bạn có sực nhớ, ở trên cổ của bạn có đeo một cái sợi dây chuyền hình Phật, và cái sợi dây chuyền đó đã được sơn bùa trong đó rồi. Cho nên là bạn vẫn cố gắng lấy cái tay cầm thật chặt cái mặt hình Phật đó, rồi bạn cố gắng bạn niệm Phật. Nhưng bạn để ý, bạn cứ niệm Phật thì cái tiếng người đàn ông này càng lấn át cái tiếng niệm Phật của bạn. Mà bạn nói lúc này bạn sợ cứng người hết trơn. Còn cái miếng vải này á, bạn cứ thấy hả, nó quấn chặt cái người của bạn, bạn rất là ngợp thở luôn nha. Cho nên là chỉ biết nhắm mắt lại, rồi niệm Phật thật là nhanh, thật là lớn thôi. Và rồi chỉ trong vài giây thôi, bạn mới nghe một cái phụt một cái á, thì bạn thấy á, cái miếng vải này nó văng ra mất tiêu. Lúc này trên người của bạn á, chỉ còn lại cái áo khoác hồi trước khi ngủ á, bạn đắp lên người thôi. Bạn vừa tung cái áo khoác đó lên á, thì cái chuông báo thức nó cũng vừa reo. Nhìn xung quanh á, thì không thấy ai cả. Lúc đó nha, bạn vẫn để ý, cái tay của bạn á, vẫn nắm chặt cái mặt hình Phật của cái cọng dây chuyền gì nè. Bạn nắm chặt tới nỗi á, mà trong lòng bàn tay của bạn in hằn cái dấu của Phật luôn á. Lúc này á, là cũng vừa hoàn hồn trở lại rồi. Cho nên á, là bạn cũng định là mình tỉnh dậy để mình đi đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh, rồi bắt đầu làm tiếp ca khuya. Nhưng mà khi chuẩn bị vùng dậy á, thì bạn mới phát hiện ra là cơ thể của mình không còn di chuyển được nữa. Nó cứng ngắc cứng còng vậy đó. Mà nhìn lại xung quanh mình á, đâu có ai, đâu có kêu cứu nổi đâu. Cho nên là cũng ráng lết đi vô tới nhà vệ sinh để mà rửa mặt. Bạn cũng nghĩ đâu là chắc mình mới vừa bị ma đè, cho nên là mình bị mệt lả mệt nhừn vậy thôi. Và rồi bạn nói, kể từ cái thời điểm bạn rửa mặt ở trong nhà vệ sinh cho tới khi bạn bước ra được ngoài công ty á, thì lúc đó bạn đi trong vô thức, tại vì bạn không mở mắt được, giống như có ai đang dẫn bạn đi, giống như là bạn đang bị thôi miên, đang bị mộng du vậy đó. Nhưng bạn vẫn cảm nhận được ở trong đầu của bạn, nó rất là nhức đầu luôn nha, nhức đầu mà chóng mặt nữa. Khi mà ra tới chỗ làm đứng rồi, bạn vẫn cố đứng đó để mà làm, nhưng bạn chịu không có nổi, tại vì cơ thể mình mệt quá rồi. Cho tới một lúc sau, có một cái người làm chung, người ta mới dìu bạn để mà bạn ngồi xuống, thì lúc này bạn chỉ biết gục đầu xuống thôi, bạn không còn sức sống nữa. Một lát sau khi mà thấy không ổn rồi, cho nên bạn cũng viết một cái giấy để mà xin về nhà. Lúc đó mới có 3 giờ sáng à. Sau khi hoàn hồn trở lại, bạn mới nhớ lúc đó bạn bị chắc là khoảng tầm 1 giờ sáng cho tới 2 giờ sáng. Khi về nhà thì mẹ có hỏi là con có bị sao không? Bạn nói là con bị chóng mặt. Rồi mẹ mới nói là sao hồi nãy mày không kêu ba mày đưa về, chạy về một mình nguy hiểm rồi sao? Bạn cũng nói là con không sao đâu, rồi cũng thay đồ đi lên gác nằm. Nhưng mà hả, cái đầu nó vẫn quay mòng mòng vậy đó. Cho tới sáng hôm sau thì bạn mới đỡ. Bạn kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng nói chắc mày hên là do mày có đeo cái sợi dây chuyền đó, chứ không thôi là không biết chuyện gì xảy ra nữa đó. Nhưng mà rồi cũng không biết tại sao, đêm hôm sau thì bạn vẫn tiếp tục ngủ tại công ty nữa. Và cũng kể từ đó cho tới khi bạn nghỉ làm luôn á, bạn vẫn không còn bị cái hiện tượng gì cả. Cho nên là qua câu chuyện này, bạn cũng mong muốn những cái bạn nào đi làm công ty, đặc biệt là những bạn nào có nghỉ trưa tại công ty á, thì cũng nên chọn cái chỗ nào đông đông người để mà ngủ. Chứ tại bạn nói á, những cái đất mà làm khu công nghiệp á, ngày xưa toàn đất hoang không à,
Cho nên những cái chuyện tâm linh á, là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Nghe tới đây á, thì chúng ta cũng đã hết câu chuyện của ngày hôm nay rồi đó mọi người. Nhớ là ngủ tại công ty cũng phải lựa chỗ nha, đừng có ngủ chỗ nào vắng vẻ quá. Trước khi mà kết thúc câu chuyện, mọi người cũng đừng quên like và đăng ký kênh YouTube này giúp Duy nha. Các bạn thấy câu chuyện là như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau chờ đợi những câu chuyện tiếp theo nha mọi người.